Tối ngày 8 tháng 5 tại bến Nghinh Lương Đình, thành phố Huế, ban tổ chức đại lễ Phật Đản Phật lịch 2566 tại tỉnh Thừa Thiên Huế long trọng tổ chức lễ thắp sáng bảy đóa hoa sen trên sông Hương. Trong không khí trang nghiêm, các tăng ni Phật tử cùng hàng ngàn người dân và du khách đều thinh lặng chìm ngắm từng ánh sao thắp lên trong bảy đóa hoa sen lung linh nhiệm màu trên dòng sông Hương, đón mừng một mùa Phật Đản đang về với mỗi người con Đức Phật nhân đại lễ Phật Đản Phật lịch 2566. Bảy hoa sen được hạ thủy và gia cố vững chắc giữa dòng sông Hương, vị trí giữa cầu Phú Xuân và cầu Giả Viên, đối diện Nghinh Lương Đình. Mỗi hoa sen nặng 300 kg, đường kính 7,6 m và cao 3,7 m, làm bằng chất liệu sắt và vải lụa hồng, được đặt trên một bệ phao nổi. Tác phẩm thiết kế theo nghệ thuật sắp đặt hiện đại, từng hoa sen cách nhau 20 m, kéo dài 169 m. Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2566 diễn ra từ ngày 8 đến ngày 15 tháng 5 tại Huế, nơi được xem là thủ đô của Phật giáo Việt Nam với nhiều hoạt động như lễ chính thức đại lễ Phật Đản tại Hương Trà, Hương Thủy, Nam Đông, A Lưới, Phong Điền, Phú Lộc, Quảng Điền và Phú Vang từ ngày 9 đến ngày 13 tháng 5, khai mạc ẩm thực chay tại Trung tâm Liệu Quán và khai mạc xe hoa văn nghệ tại Nghinh Lương Đình vào ngày 13 tháng 5. Lễ mộc dục tại chùa Diệu Đế rước Phật đến chùa Từ Đàm ngày 14 tháng 5, đại lễ Phật Đản tại tổ đình Từ Đàm và diễu hành xe hoa trong thành phố Huế và vùng phụ cận vào ngày 15 tháng 5. Ngoài ra còn có các chương trình mang tính xã hội như hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ, các thánh tử đạo, chương trình nghệ thuật triển lãm ẩm thực chay, diễu hành xe hoa, hoạt động thiện nguyện.